Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình xuất Mỹ, gian Talon, được sử dụng bộ đề chuyển động Shimano DOG gạt đĩa trước Shimano Atus, khung nhôm nước sơn nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. À, xe là thương hiệu gian, một thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Model Talon 3, dòng xe đạp xuất khẩu sang những cái thị trường như là Mỹ, Đức, Nhật. Xe thì tổng thể xe thì rất là mới các bạn. Các bạn có thể nhìn những cái chi tiết vân lốp vẫn còn mới rất là nhiều, gần như là mới tinh luôn. Chủ cũ họ chỉ đi lướt lát vài ngày bán lại nên là giữ cái độ mới rất là cao. Toàn bộ nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản hết. Sơn xi rất là đẹp. Sử dụng bộ đề sau là Shimano DOG. Đây là 8 tầng líp. 8 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 24 độ khác nhau. Và đĩa trước là Shimano Atus. Size của xe là size M. Đây là vết keo, ngày xưa là chủ người ta gắn đồng hồ, người ta tháo ra thôi. Còn cái vết keo. Tay bấm được sử dụng là tay bấm Shimano. Shimano với đây là 8 speed. Phanh dầu của Shimano. Vành bánh là 26 inch. Giảm sóc dầu theo xe. Rất là mới. Dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 thì phù hợp. Chiếc xe có giá bán bên em chỉ có là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì nên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, còn có cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.